Đây là cái kho ve chai của lão Khương. Má đúng cái dựa ve chai luôn. Vô một cái là khung thường chân trống ba ga gì cũng chắc tầm lâm hết. Quay phim à? Anh chụp hình. Quay. Anh đang chế quần què gì đó. Đây là sản phẩm đầu tay do tự tay mình làm. Tự mình gò, tự mình rắn nốt rồi tự mình làm xong ra mới được ngồi. Xương luôn, GAZ. Đầu tiên tính mạ vàng 4.9. Nhưng mà do vàng bây giờ đắt quá thì thôi chà nó ra rải rác thì cho nhẹ nhẹ lên đây thôi. Làm xong cho vui thôi. Làm xong đem về nhà bè bơi nha. Tính mạ vàng nguyên con á, nhưng mà do số lượng vàng quá ít vậy thế thôi cho nó chấm vào đây cho nó đẹp thôi. Tôi đang quay lấy cả tiếng đó nha. Ông Khương ông đốt cái xưởng min ế ẩm quá mà đó, làm mấy xe đéo ai mua hết. Bây giờ đang nướng máy nhà hết mồi nhậu rồi, anh em nướng đỡ mồi này cạp nha. Đây là món nướng đầu tiên của Việt Nam nè. Món min nướng. Đây là món nướng đặc biệt nhất đảo Linh Tộc Nam. Đảo ơi, đảo ơi. Đều như đảo đều đó. Có gì cháy. Đây.